Mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với tổ chức tài chính VimoSafe tổ chức chương trình Safe chia sẻ yêu thương, trao học bổng và quà học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con của khách hàng Safe. Cụ thể, chương trình Safe chia sẻ yêu thương năm 2022 đã trao 42 suất học bổng trị giá 90 triệu đồng, 100 phần quà học tập, 2 căn nhà Safe cho hộ gia đình khó khăn trị giá 120 triệu đồng, trao hỗ trợ chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo và trả nợ dây nặng lãi bên ngoài, hỗ trợ chi phí trị bệnh, học nghề, trao quà cho khách hàng nghèo với tổng trị giá các phần quà là 294 triệu đồng. Chương trình Safe chia sẻ yêu thương của tổ chức tài chính VimoSafe dành nguồn kinh phí khá lớn và thực hiện hàng năm với các hoạt động như trao học bổng, quà học tập, mái nhà Safe, bảo hiểm y tế, quà Tết, thăm hỏi lúc ốm đau bệnh tật. Tổng kinh phí thực hiện trong chương trình học bổng của Safe năm 2022 là 9,3 tỷ đồng.